Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta đến với đọc mở rộng theo thể loại. Chúng ta đến với bài thơ Trái bếp, tác giả Lý Hữu Lương. Cho tôi vài trái bếp. Nhà tôi, ngọn khói cong ngủ rồi chưa dậy. Nồi cá bao năm, mẹ đun dở. Trái bếp nằm nghe, nặng, nặng nặng đêm. Trái bếp vườn nhà, cha gọi tên. Cho cánh nhỏ nọ cong mình lưỡi hái, cho tuổi mình là hoa là trái. Trái bếp thọng minh xinh xích mương xinh, cho tôi về trái bếp của tôi. Nhà ba gian quá giao một trái, có thần bếp ngủ trong có mặt người rộng nắng rộng sương, có tiếng cười tiếng khóc trên nôi một người chờ thuyền về quê cũ. Trái nhà tôi bao lần vàng cỏ, nước đầu nguồn về mảng rong chơi. Cho tôi về trái bếp nhà tôi, củi lửa non đêm đầy sương giá, tiếng ngô giòn tiếng mẹ giòn hơn. Cho tôi về trái bếp nhà tôi. Chúng ta đến với phần hướng dẫn đọc và cùng nhau trả lời một ô số câu hỏi như sau. Câu thứ một, cách thể hiện hình ảnh trái bếp của bài thơ này có đặc sắc gì? Câu trả lời như sau. Hình ảnh trái bếp hiện lên lại gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ của tác giả, những ký ức với cha mẹ, với những dụng cụ quen thuộc gần gũi, nồi cám, cánh nỏ. Chúng ta đến câu số 2. Từ hình ảnh về trái bếp ở dòng thơ đầu tiên, ký ức của tác giả mở rộng sang những hình ảnh nào? Điều đó thể hiện nét đặc biệt gì trong bố cục của bài thơ? Câu trả lời như sau. Từ hình ảnh về trái bếp ở dòng thơ đầu tiên, hồi ức của tác giả mở rộng sang những hình ảnh ngọn khói, nồi cám, vườn nhà, cánh nỏ, hồn người, quê cũ, nước đầu nguồn. Tác giả sắp xếp hình ảnh sự vật theo bố cục mở rộng từ những thứ gần gũi giản dị đến hình ảnh sự vật rộng lớn hơn. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Nêu tác dụng của việc sử dụng điểm từ cho trong bài thơ, cảm hứng chủ đạo của bài thơ này là gì? Câu trả lời như sau. Tác dụng của việc sử dụng điểm từ cho nhằm nhấn mạnh nỗi nhớ thương da diết của tác giả, thèm và mong muốn được trở lại chốn thân thuộc gần gũi với biết bao kỷ niệm tuổi thơ. Chúng ta đến với câu hỏi số 4. Nêu chủ đề của bài thơ dựa trên cơ sở nào để em xác định như vậy? Câu trả lời như sau. Chủ đề của bài thơ nỗi nhớ thương của tác giả với trái bếp, với ngôi nhà và quê hương yêu dấu. Xác định như vậy dựa vào việc từ trái bếp được lặp đi lặp lại vài lần. Bài giảng của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh cho thầy nhé.